Ok, đừng có treo cái cờ ấy nhá. Okay. Nạp đây thôi. Hôm nay lại tiếp tục hành trình đảo đâu đâu một hai người. Lần trước đã fail sắp mặt rồi, không biết lần này có ổn không. Next Island ở hướng này đúng không? Cứ đi nờ nơi là tới nằm ở trên xe. Đây ngay trước mặt rồi này. Ok. Ở đâu cũng xa lắm, vẫn còn xa. Lost boss. Xa xa mà. Cái người đi qua bão rồi. Thế mà mày bảo là gần lắm ạ. Có thì đúng gần nam boss mà. Gần nếu đâu, xa với nhìn. Đi qua bão rồi. Nhạc lên. Sau cái bão này cũng là đảo lâu luôn. Nhạc lên đi. Chuẩn bị báo báo. Các thuyền cảm giác ướt ướt. Và cái báo báo thuyền này không biết qua được bão không. Thuyền nạ cũng được, nếu như mình chịu khó một múc nước. Xét đánh thì không sợ đâu, xét đánh mình chỉ chết thôi. Thế nhưng nó cũng chưa đến lúc vào bão đâu. Nhưng cái cơn bão đang di chuyển. Cơn bão đang di chuyển ở phía mình và mình đang di chuyển ở phía cơn bão. Ngược bạn. Thôi, thêm mẹ game thêm thời bão này. Cái gì nhiệm vụ biển đỏ ấy nhỉ? Quên mỡ rồi. Nhiệm vụ ấy là nhiệm vụ theo theo token. Hôm nào xem cái nhiệm vụ ấy làm cách nào. Đi ra ngoài đấy không bị thủng tàu. Ra ngoài đấy toàn bị thủng tàu à. Ôi, nhạc hay đấy. Đến chưa nhỉ? Em đang đứng trên buồm. Gần lắm rồi đấy, gần lắm rồi, đi một đoạn rồi đến này. Mưa, bắt đầu mưa rồi này. Ôi, sao thì vào bão cái nhạc khác nhỉ? Ôi, cái đảo nó nằm ngay giữa cơn bão luôn ạ. Vậy thế thì toàn rồi, thôi, tôi bỏ. Nhưng mà kiểu gì cũng phải đi qua thôi, kiểu gì cũng phải đi qua mà. Không, một người cứ xuống múc nước đấy để một người tức là trên thuyền múc nước để anh xuống anh đào nha. Ủa nhà hay vậy, tàu thì tối cũng bật cái đèn lên bật rồi thầy. Ui gió kìa, ui bạn gái bắt đầu xoay loạn xạ rồi. Xoay tàu nó con từ từ cứ đi nhìn cái mặt đồ trong con đúng chỗ không, con đúng không? Nhìn mà đồ xem con đang đi đúng không? Đúng rồi đấy, cái đảo trước mặt đấy, đúng rồi đấy. Đang cố đây. Múc nước nhá, múc nước nhá, để múc nước nhá. Chuẩn bị hạ neo này. Ok. Hạ đi anh. Chưa, mày múc nước đi. Rồi, anh hạ neo này, anh hạ neo này, mày múc nước nhá. Okay. Anh lên. Anh lên nhá, mày cứ ở trên thuyền nhá. Yên tâm. Báo gì à? Ui cha. Các mẹ, Snake Island này nhiều rắn lắm. Mày mày. Quá Snake mày. Để xem nào, bây giờ xem cái tấm bản đồ. Làm cái này trước, nó là đỉnh cái đỉnh chóp hướng NVK kép. Đúng rồi, hướng này. Đó, trên cái chỗ này. Bên trên à? Quay lại vậy, có đường lên không? Đây có đường lên này. Cái này đào nhanh thôi. Nó ở đoạn này. Nó chuẩn chỉ luôn. Mẹ bây giờ mình chuyên okay. Nghiệp thứ gì. Nhanh bắn móc. Rồi chạy qua cơn bão này đi hướng nào là đến đấy. Bây giờ mình sẽ hướng nào là đến nó đổ trên này. Đây là bắn móc lên, là bắn móc lên. Sẽ đánh nhanh sẽ đánh tránh tàu. Đang đập đi. Đang bơi lên nhưng mà bị chậm quá. Có ai xếp đẩy. Cả tàu ạ. Mời bắn anh lên nào. Đây. Nhịt mà bắn một cái thùng thế. Thôi lấy mẹ đến nơi này. Thôi mình nhổ neo đi. Nhổ neo. Này đang lửa. Thì thôi cũng được. Về mỹ linh
Đâu rồi anh nhé. Không, chìm đâu, mưa này không chìm được. Quan trọng bây giờ mình đéo nhìn được cái hướng của đảo đâu, hướng nào chứ. Đúng rồi, anh nhớ là hướng N, nhưng mà bây giờ cái lá bàn phay loạn xạ rồi. Đéo nhìn được hướng nào nữa. Đúng rồi, đi vào bão. Bắn thôi đi, em nhìn không? Đâu, mày cứ bắn đi, anh đang lái thôi, không lái nó thuyền nó sẽ bay loạn, quay loạn xạ đấy. Thôi để em cũng phá cho nhìn lại. Anh nhớ là nó ở hướng này, ở bên trái, hướng trái. Hướng check bên trái một tí. Cố lên, qua bên bão. Không mẹ ạ. Rồi lái thuyền trong bão khó thật sự ấy. Cái này là mát rồi mày. Lái khó thật sự chứ, cái lá bàn nó xoay xoay. Lái nó mang chưa kể cái bánh lái nó cũng xoay loạn xạ lên cơ, mình cứ phải cố mình ghim cơ. Đấy, mình cứ thả bánh ra cái là cái bánh lái nó cứ xoay hiện đấy, đấy. Nó không thể đi thẳng được luôn. Đúng là bão khó khăn. Xoay bùm xem mà xoay bùm xem có hướng nào để đi nhanh hơn không? Nhanh ra khỏi cơn bão đi. Đúng. Đấy, hướng bên kia, bên trái. Bên trái, quay sang bên trái nó đi nhanh hơn. Rồi, hết cỡ rồi. Đấy, được rồi. Đang cố đi nhanh cơ đây. Bây giờ có một cái cách để nhìn hướng, đấy là đi xuống dưới nhìn cái bản đồ ấy để xem mình đang như thế nào. Có phải đi hướng nào không? Từ từ đã nhìn lại cái chảo đầu lâu. Không nhìn được đâu. Nắng mù mịt thế nhìn ra được. À đây, bên này có phải không? Xuống dưới kia nhìn xem mình có đang đi hướng nào, đúng không anh nhớ là hướng nào, nó hướng nào e đấy. Ok, nào e. Khoảng nào e, xem mình có đang đi hướng nào e không? À, đúng rồi, đi hướng nào e đúng không? Mình đang đi hướng nào e gì? Đúng rồi, đi ở sách Wing Bay thì phải. Anh chưa biết là nó ở hướng nào đâu. Nhưng mà nhớ nó ở đoạn này nhưng mà tôi đéo thấy nhỉ. Gió càng lúc càng mạnh này. Ôi, Kraken! What the fuck? Sao Kraken này ở đây? Đi con mẹ. Mày há mồm với tao này. Bắn ơi, chạy cái gì, chạy em sao được. Nó xong nào bạn? Mẹ, nó còn đang trong bão à. Không làm được đạn đấy. Không làm được đạn này. Mày nhọt này. Không chỉnh được, không chạy được. Sao là kem, sao chạy được. Nó quá thuyền mình ấy rồi. Em bị nó bắt rồi. Đang ở chỗ nào đấy? Bị nó bắt rồi. Không mẹ mày. Cái thuyền này còn đéo có pháo, nhiều pháo để mà bắn cơ. Mà mày đâu, mày đang ở dưới nước cái đây. Có thấy mày đang làm sao đâu. Rồi, tiếp tục bắn. Không được chạy. Ôi, mình hết pháo. Đầy pháo này. Thỉnh thoảng cứ chui dưới này này. Chui xuống chui lên là nó sẽ không bắn được mình. Không mẹ. Nước, ngập đâu. Mày nhòn này, khoan cái mồm. Bắn đi. Mày nhòn. Úi dồi ôi. Đây gặp là kem rơi mạng. Mẹ ăn chứ. Ờ, nước. Đây, cứ bắn đi em ra rồi. Tên tớ đang múc, nó múc. Cứ từ từ ấy, mình không cần phải vội. Mình có thể nhổ đổ nước qua cái chỗ này. Mày nhòn này. Bố mày thúng lục, nó bắn mày luôn, mày kéo bố mày vào. Con mợ mày. Con mợ mày. Bán. Con mợ đâu mày. Cứ kinh nghiệm là trong bão của tôi ăn lên. Không đâu, nó tùy từng lúc thôi. Cái chỗ này thay đạn rồi. Ui ui, nó phao thuyền mình. Vá đi. Mợ mày. Hai lô. Vá nhanh. Anh xuống múc cụ cho. Ba lô. Mẹ mày. Nó khóa thì mình lại đây á. Ừ, không chạy đâu. Chỉ có bắn nhau với nó hoặc là cố làm kiểu gì để trụ được đến lúc bạn nó phải xuống. Không giết được thằng này đâu. Không biết. Lôi bay ra giết được. Không biết con giết được không nhưng mà cố thôi.
Thuyền này thùng hay sao đấy? Đúng rồi, thùng rồi. Đây để bắn bắn con lợn này. À, thuyền thùng. Ui! Cẩn thận đừng để nó hút, cẩn thận đừng để nó hút lên nhá. Ok. Con mẹ nó lại phang vào rồi, Con mẹ. Từ ra Ken đánh game ơi. Con mợ nó không lại cặp cờ ra Ken còn cặp trong bão nữa. Quá má đi, bán đi nhá. Chắc quá rồi. Đó, yên tâm. Phá rồi. Mông đông. Mèo này. Mày nhờn cái nào này. Ăn máu. Đang ngày cũng một đau quá. Mẹ mày. Đấy em mà lấy gỗ nhiều cũng là toan người đấy. Mày nhờn nó cũng đi cửa mẹ bắn chưa ạ. Cái vòi nó cứ uốn lượn, uốn lượn với tao này. Bắn súng chưa mày, không bắn súng không? Bắn súng, nhưng mà cũng câu giờ được. Ám mồm. Nó ám mồm á, bắn ám mồm nó không phải nó phao thuyền mình. Ám mồm. Đánh nhau không bắn. Khó khăn vãi. Để mông nó nha, Ôi! Anh! Đấy. Mình chết, nó hạ vô. Nó há mồm ra mình bắn súng thường ngoài mặt nó cũng được ấy. Hình như vỡ thuyền. Vỡ tàu. Ờ, à, xuống vai, mông không? Rồi. Hình như hết rồi phải. Phải không? Hết rồi. Ở đâu vẫn còn đấy. Được. Mày mù mê chân như gì cả. Mày nhờn cái nào này. Mày được nhờn rồi. Này. Ủa con mẹ nó lại phang vào tàu mình à. Thông. Ván. Không biết nhưng mà ván đi. Tìm. Đây. Vẫn còn. À đâu, hết rồi. Cứ gấy này, cứ một phải không? Nhìn hai bên không nhìn thấy gì cả. Đấy, nó ở đằng sau này cơ. Mày nhờn với tao này. Còn mẹ bắn khó vãi. Nó cứ không nhìn thấy kiểu thuyền thì cứ lắc lư. Phải khoáng, ra này chơi kiểu gì. Mày chơi bơi bên trượt rừng đấy mày, chơi vừa pháo bão vừa kraken thì chơi kiểu gì? Hả? À. Mày ra tàu 4 thì mày ra đánh được đấy. Tàu 4 thì mày ra đánh được. Mình không trụ được đâu, thôi chắc chết được. Cố gắng trụ xem nó có bỏ đi không? Tối tăm. May là mình có mang nhiều gỗ. Tiết kiệm đạn đi, không có. Đạn nhiều mà, quan trọng là gỗ ấy. Hai vỡ, nó phải mặn, tỏi cực. Múc nước liên tục đi. Bây giờ nhìn nó cũng có tấn công liên tục của mình nữa đâu. Tàu mình chả di chuyển này. Không di chuyển được mà, không chạy được. Nó mà bị đưa ra Ken cuốn nó không chạy được. Anh ấy cảm giác hình như nó sắp đi vào đảo rồi phải. Có cái đảo trước mặt kìa, mà đéo vào được. Bây giờ mà có cái outpost ngon kìa. Bọn mày bây giờ bọn mày nhớ muốn như nào đây bọn mày? Đánh tiếp anh nghỉ thì bọn tao đi đây. Đến mà ăn trường ra. Ờ, thuyền mình đi rồi, thoát rồi. Đi rồi, bỏ rồi. Mày nhờn với tao à? Ăn bọn tao cũng dễ đâu. Hướng, đang đi hướng nào đấy? Còn không biết cái này, hút thôi. Bây giờ đi, nhìn xem thuyền mình đang đi hướng nào. Bây giờ đi hướng nơi đi. Bây giờ mình đang đi hướng nơi em. Em bảo giết được Ken, không biết đấy có phải là mình giết được không hay là bọn nó tự bỏ, hình như là bọn nó tự bỏ mình ấy. Các kiểu thấy bọn này khó ăn quá nhỉ. Mình đang đi như vào trung tâm của bão ấy phải. Mình đang đi hướng nào? Nhìn trên bản đồ.
Nhìn trên bản đồ. Đi hướng E rồi. Đang đi hướng E. Hướng nào là bên trái đúng không? Bây giờ nếu có thể nó xác định được hướng nào là hướng có đảo đâu nữa. Rồi anh quay đi, anh cứ quay đi. Quay đi hỏi anh dừng, dừng. Nhả về số 0 rồi dừng. Trong 3 anh nhả số 0 ngoài số 0 nếu đâu. Nhả về số 0 đi. Rồi đấy, đi đường đấy thôi. Rồi giữ ở đấy, không có lại. Ồ, phát khỏi thở Ken rồi. May, con mật. Hình như là... hình như là nó dùng mấy sức tu nó phá cái tàu. Nó giữ mình lại sao? Ừ. May quá nó bỏ. Nó ra khỏi vùng bão rồi này, chỉ còn mưa thôi. Để múc nước nhá, kìa vẫn còn nhìn thấy sức tu của nó kìa. Đéo rồi. Bọn nó bỏ mà, bọn nó bỏ, tha mình may quá. Chứ thực ra nếu mà tàu 4, tàu 2 khó ăn lắm, tàu 2 khó ăn. Mình chỉ phòng thủ thôi, bọn nó không hút được mình lên. Mình chỉ phòng thủ thôi, nó không phá tàu mình một lúc là nó bỏ mà. Bây giờ đéo nhìn thấy đảo đâu rồi. Ơ có cái gì trên mặt biển kìa? Cái gì? Lấp lánh gì kìa? Đâu? Kìa? Đâu? À. Đâu? Kìa yeah. Kìa đâu hướng hay là cái gì đấy chỉ nó đéo có gì thôi con mà qua là qua nhớ tao nhớ cái kìa thì nó kho báu hay là cái gì thì bảo nó phanh lại hay như nào đúng là kho báu thật nhưng mà không chạy bỏ đi đấy. Đấy 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 rồi ra khỏi bão luôn ừ đang khỏi bão rồi mà tạnh mưa rồi này nhưng mà đéo thấy đảo đâu cả mẹ sao khỏi bão bây giờ sương mù đầy đặc. Chả nhìn cái đéo rồi. Nếu như mà không nhầm thì nó là cái đảo sách linh cam à, đúng không nhỉ? Không phải, nó mình không biết được là đảo nào ấy chứ. Quan trọng là mình phải nhìn cái đầu lâu nhưng mà đéo nhìn đầu lâu nữa. Hay là mình nhầm đường nhỉ? Nếu mà kể cả nhầm hướng thì nó cũng phân, cái đầu lâu to lắm mà. Đây là ủa, nhìn chắc chắn là Six-Wick bay thôi mà. Rồi ra khỏi đấy rồi. Quan trọng bây giờ là đéo thế đảo đâu đâu. Bà đi hướng em mà. Hay thằng nào đánh mất rồi? Không, chắc không phải đâu. Mới xuất hiện chúng nó nhìn được sao? Chắc thì nó là mới xuất hiện chẳng mấy lâu chẳng mình mới nhìn thấy thôi chứ chưa chắc là mới xuất hiện đâu. Chứ không thì làm gì có chuyện cả một cái vùng biển như này mà mình không nhìn thấy được. Ơ, có tầm một, có tầm một. Tàu làm đéo. Hai tàu luôn. Chắc bọn ăn mất rồi, bọn lấy mất rồi. Như xịt. Để em lên trên cao xem nào. Đang đứng trên cao đây nhưng mà chả thấy gì. Cái đảo đồ lâu thì nó to đùng mà, làm sao mà nó nhìn làm sao không thấy được. Có nó không phải là cái gì bé nhỏ đâu. Nó to đùng đoàn ra mà. Nếu mà nó có mình nhìn thấy ngay. Ôi lúc anh nhớ nó ở hướng E này nhưng mà ô sao tàu này đảo chứ đi mà tới có đá ngầm ở đây có đá ngầm ạ. Ôi kìa, ở phía trước mình có cái thuyền của thằng nào kìa. Chị đã bảo tàu mà. Ai bọn ấy vừa đánh đảo rô xong mẹ rồi. Anh làm sao? Đuổi theo nó, thổi đuổi theo nó không? Đuổi. Không chạy anh đâu hết. Giấu đảo, giấu cái phòng này đã. Hòm phải bắp. Bọn em đang đi vào cái đảo kia kìa. Không biết là ý đồ gì. Ý bọn đang tìm kho báu ở đây hả? À? Nếu mà kho báu chúng nó mình cướp mình bán vẫn được. Áp sát nhá, chuẩn bị bắn này. Pháo phiếc nạp chưa? Cầm chưa? Rồi, đủ, gan chưa đấy, quên. Thế thì mình phải cầm đạn sụp gan, súng sụp gan. Tùy. Cấm gì thử đó. Rồi, đạn. Bọn nó về bọn nó chạy rồi, mẹ. Quay buồm đi. Bọn nó có vẻ như bị muốn chạy rồi. Ủa bọn nó căng gió đấy kia.
đang cố đón đầu của nó đây. Vậy ý định chạy à? Vùng biển đen rồi. Con này cũng đi vào bão à? Bây giờ mình mà gặp Kraken lần nữa mình không tập trụ được đâu anh. Mình còn nhiều gỗ không? Không hẳn. Còn ba mấy cái. Cái đi đâu nhỉ? Nhiều bão à? Đây là bão nhỉ? Gì? Không có bão thì chết sở à? Thế chết sở nó ý định đi. Ở nó rẽ rồi, nó rẽ rồi. Nó rẽ ở phía cái đảo kìa. Hay là nó lên này nó đảo không máu nhỉ? Không, nó không chưa rẽ, nó chưa đỗ. Nó vẫn đi mà. Chắc nó nhìn thấy mình rồi, bọn nó kiểu muốn chạy ấy. Xây khóng. Chà mồi nhử ra. Bọn nó muốn chạy rồi. Cái đéo nhìn cái đéo trước mặt. Thôi thui này. Ấy, chỉnh lại buông gió này. Xem bọn nó ở đâu. À kêu bọn nó kêu trước mặt kìa, bọn nó trước mặt. Nhưng mà xa lắm, kiểu con ấy ý định gì nhỉ? Nó đỗ thuyền kia à? Có phải như có phải bọn đỗ thuyền kia không? Phía trước có phải áo bot không? Đang chỉnh lại buông. Đây đây chỉnh. Để xem có phải áo bot không. Thì bọn đang... Không, nó thấy ship bot bay gì đấy. Quá đỗ đây này, nên bắn tiếp theo thôi. Đỗ à? Ồ đây đây, bọn nó đang đỗ này. Ờ đúng rồi, bọn nó bắn nó hồn rồi. Đang lên đây. Đi lên đấy, anh bảo thẻ leo nhá. Ok. Lên đốt tàu nó, thì bắn cái đạn này. Bắn đạn lửa ấy, lấy đạn lửa lắp vào. Lắp bạn đi, lắp bên phải này. Lắp bên phải. Cân bớt cái này đã. Nhanh lên, vào đây bắn nhau cái nơi rồi. Vào đây bên trái phải hợp lý hơn. Ô cái gì đấy? Ô đang làm cái nhiệm vụ cua lửa. Ôi nó xong rồi có cái đầu luôn ở đây này. Ôi à, lên này, này chuẩn bị bắn này. Sao cái đầu nó lửa đây? Bắn nó bên trái kìa kìa. Đang đánh bot kìa. Bắn đi. Không tới. Đi cơ mẹ. Ê nó thấy nhổ neo đi một đoạn. Nhổ neo lên. Đâu rồi? Đây. Hạ leo luôn, Được rồi, bắn đi. Bắn đi, anh bắn nhá. Bắn đâu? Nó chạy rồi. Trời ơi, nó từng bé vừa bị tôm ma bắn. Ô, chết mày, hết pháo, bắn đi. Ôi nó chạy rồi, mẹ. Ơ, nhổ nó đuổi nhá. Tất nhiên là phải đuổi rồi. Còn mẹ nó còn có. Còn bắn được không? Bắn được. Rồi, chạy thôi. Nó bắn đi không? Để tao nhá. Tại nó đang làm nhiệm vụ của cái đảo đấu lửa hay sao, đéo đầu tự nhiên cứ... Ôi xong rồi, đi còn mà he. Chạy nhanh. Đang cố đây, anh đang xoay buồm để cho chạy đây. Nó cao xa. Nó dồn hỏa lực vào cái thằng kia nữa các bạn, tận lên. Gió này, gió ngược à hay gió kiểu đéo gì này, sao không thấy nó động tĩnh gì này. Đông xuyên qua luôn này, vãi lìn. Nó tàu ma mà. Cố gắng vá nhá. Okay. Anh đang vá để chạy khỏi đây. Rồi, yên lặng rồi. Không yên lặng lắm đâu. Bọn kia bắn thế mà đâu chìm nhỉ? Ở đây tàu trước mặt này. Chuẩn bị hạ neo nhá. Còn anh để anh hạ cho. Đang vá.
Tàu tàu sắp chìm mấy nào ấy. Chiếc cái này to thế, ôi to thế. Chuẩn bị bắn này, chuẩn bị bắn nó này. Anh bắn đi. Ăn hút nước sơ mơ lơ này. Tàu nó ấy rồi. Tàu. Tàu nó dùng cả neo, à dùng cả buồm rồi. Dùng cả buồm thế chết rồi, chắc chắn rồi. Mà cái này nó rung rinh quá. Khổ thân này thằng của em khổ. Chìm rồi, trời ơi, sắp chìm rồi. Nhanh, nhanh, có phải sắp chìm rồi. Neo, 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 neo. Ô lên. Hạ neo chưa, hạ neo chưa, hạ neo rồi mà, anh hạ neo rồi mà. Hạ neo rồi, neo, neo. Ồ, tao bé bị mấy phản ứng được châu. Ồ. Làm sao sống rồi. Ôi, nạn thế nạn. Ôi, đi con mẹ. Ôi, đau quá. Nó bắn mình kìa. Thông ba nó bắn mình, đau quá. Thông ba, thông ba, thông ba, thông ba. Đây, để anh bán, anh bán, anh bán. Mày gửi đi, mày gửi đi. Mày bắn đi, mày bắn đi, mày bắn đi. Bắn một nó ấy, bắn một nó ấy, đừng bắn bắn tao ma, không cần bắn tao ma đâu. Ok, hết mỡ nó rồi. Tao ma, tao ma. Tôi chạy 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 nổ neo, nổ neo, nổ neo chạy, nổ neo chạy, nổ neo chạy. Tôi chạy đi. Thằng kia chắc phang rồi. Đấy cả đấy rồi. Ô sao tàu bằng kia vẫn chưa chìm nhỉ? Tàu có siêu nhân à? Ôi. Tàu nó vẫn chưa chìm mà. Cố lên, không sao, mình còn nhiều gỗ, không sợ. Mình còn nhiều gỗ. Tàu nó còn đang cháy kìa. Nó đang sức này cả cột buồm kìa, bọn này sức sống mạnh lên vậy. Đây anh, anh Mai, đây Mai, anh á. Ôi đi còn mẹ. Rồi bán đi, bán đi nhá, mình nhá. Ok. Đầu nó sức sống mãnh liệt vậy. Ui nhìn nó đầu nó bị 4 5 thằng quay bắn kìa. Vẫn sống à. Sức sống mãnh liệt quá. Hết gỗ à. Hết gỗ à. Tôi chết rồi. Thế anh nghĩ mà mình nên té khỏi đây đi nào. À mình ạ. Kệ nó thôi. Kệ cho thằng ấy nó bị tàu ma. Cho tàu ma giải quyết của nó. Té nó, té nó. Ôi đi cô mẹ tàu ma nó đang bắn mình cái này. Ôi mẹ nó. Ủa ai. Thôi nhớ các anh ơi. Em thấy là em là đồng minh của anh. Em bắn hộ thằng kia chứ em làm gì đâu. Kệ nó, kệ nó, kệ nó. Kiếp thằng kia. Nó bị mấy tàu quay bắn kia. Rồi. Ồ. Thôi để vào đi, 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 đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Ô nó thả cả ấy kìa, nó thả không nổ kìa, ghê chưa? Mày cắt thẳng mà. Thôi bỏ đi. Kệ cho bọn kia bị bắn nó. Ô thằng kia chết kìa, thằng kia chết chưa? Thằng kia chết chưa? Chết chắc chưa gì, nó 4 5 tàu nó bắn như thế thì không chết hơi phí. Ông tàu ma thôi, tàu ma kìa, tàu ma một cái chết. Ơ, từ từ từ, leo, 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 có nó khó không? Tàu vãi hồi sinh lại rồi. Ở đâu, nó có chết đâu không? Vãi nó tự bắn nó cái, thấy nó nổ. Biến mất. Ờ, ôi trời, hết mẹ còn gỗ này mà repair hả? Thôi kiếm cái output nào về. Lấy thêm đồ ấy gọi á. Thôi phản ơi, phản ơi, phản. Đi đeo này, Island Floyd này. Ôi output ở xa lắm. Output ở khá là xa. Oh no. Output ở tận đây cơ. Ờ, đi hướng S. S, 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 S. Thôi thằng kia chết rồi, thằng kia chắc chắn chết rồi. Ừ, thằng kia chết chắc mà, nó bị 4-5 tàu nó bắn mà còn cháy xong rồi còn gãy buồm xong rồi các thứ quá tầm kiểu chắc là bọn nó cái pha đấy bọn nó phải 4-5 thằng 4-5 thằng team nó kiểu hợp sức vào để vá liên tục ấy chứ bị bắn liên tục wow. Thế mà tất cả trong lúc mà vá mình bắn cũng đi lẩy ra mà. Không mình phải bắn đúng người nó cơ thì nó mới nảy ra. Chắc là lâu mất rồi. Mất rồi. Cái đảo lửa lên mẹ. Tự nhiên cái đảo lửa xuất hiện giữa cái đảo này vãi cả cướp.
Còn có thằng boss, anh còn nhìn có thằng boss ở trên đảo cơ. Đúng rồi. Nhưng mà mình kéo xuống bắn được bởi vì mẹ đông quá. Ở đây bên mình chạy trong sự nhục nhã. Chạy trong sự nhục nhã. Ai có mày có tí gỗ nào không? Mày thử cái bánh lái đi. Mẹ, lái khó quá. Đâu. Gãy cả cái lái ấy. Gãy mà. Ôi giời ơi, ta nhát. Nhìn cái thuyền của mình đi, mẹ mày 2 tỷ vứt vá. Một, hết gặp Kraken. 5, 6, 7. Bọn kia à, đúng là kiểu mẹ thì bị tập tiện mai phục. 12 12 viết phá. Về Alport lấy thêm đồ nào. Ui dồn thôi. Phải cả đại thật. Thôi đi về Alport bán cái thùng này và lấy thêm đồ rồi. Ai cuối cùng đi loanh quanh quanh bắn nhau loạn xạ cũng không biết được cái gì nhiều. Mỗi cái thùng này. Ôi cái thùng ghẻ. Rồi đang đi thẳng đường về về airport rồi. SE đúng không?